Xin chào cả nhà nha. Thì tôi đang ở trong sở thú Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Thì hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái loài thực vật, nhưng mà cái nhựa mủ của nó dùng để làm cái thức uống giải khát nha cả nhà. Đó là cái cây trơm hôi nha. Cây này nó thuộc họ trơm nha cả nhà. Cả nhà mà ai mà có sử dụng mủ trơm mà chúng ta thì biết cái cây này. Tôi quay toàn cảnh cái cây nha cả nhà. Cái cây này thì nó phải cao trên là 30 mét nha. Cái cây này hiện giờ thì nó đang có trái nha cả nhà. Hồi tôi sẽ tìm cái trái ở dưới cái thân cây, dưới cái gốc cây cho cả nhà xem nha. Thì cái cây này cái phân bố ở Đông Dương cả nhà, Việt Nam, Lào, Campuchia. Và nó ở Việt Nam thì thường nó có nhiều ở cái vùng Tây Nguyên. Đây chúng ta thấy cái tên khoa học của nó là Tetulia foertiga. Thì cái tờ chữ mà foertiga ở sau cái tên khoa học đó, cả nhà, nó có nghĩa là nó có mùi hôi ha. Thì do cái cây này cả nhà, khi mà nó có hoa thì cái hoa của nó thì nó tỏ ra cái mùi hôi, rất là hôi ở xung quanh. Do đó nó có tên là tôm hôi. Do đó khi mà chúng nó xung quanh cái cây này nó có mùi hôi đó là do cái hoa của nó, chứ không phải cái mùi nào, mùi ô nhiễm nào khác cả nhà. Tôi sẽ tìm cái trái của nó nha. Đây cả nhà, rất là tuyệt vời. Cái này nó có cái cây mọc rất là nhiều cái cây con ở xung quanh nó nha. Đây chúng ta thấy có cái cây con nó đang, nó mới mọc lên từ hạt nữa này cả nhà. Đây cái hạt của nó nè. Đó. Rất là hay. Từ tái sinh hạt luôn. Cái cây này chúng ta thấy cái lá nó cả nhà. Thì đây là cái lá, đây bên này cũng có một cây nữa nè. Đây, giới thiệu với cả nhà, đây là cái lá kép nha cả nhà, lá kép chân vịt. Thấy nó chỉ là giống cái chân vịt rồi. Cái này nó là cái lá này ta gọi là lá chét. Đây nó có 1 2 3 4 5 6 cái lá chét ở đây. Nhưng mà bên này là 1 2 3 4 5 6 7 cái lá chét. Thì cái này thì có 6 lá, cái cây này có 6 lá chét nè. Thì cái lá chét của cái cây trơm hôi ở cả nhà thì nó có từ là 5 đến 9 lá nha. Chúng ta thấy là nó có cái hạt, có cái con, cái hạt rất là thú vị nha. Tái sinh tự nhiên luôn. Thì nó có rất là nhiều nha cả nhà. Có rất là nhiều cái cây con của nó đây. Đó. Nhiều. Đây nữa nè. Đây cả nhà xem. Cái này nó có 5 cái lá chét thôi. Từ 5 đến 9 lá nha. Nãy chưa có thấy cái cây nào mà có 9 lá hết. 7 lá hồi nãy thôi. Này cũng 1 2 3 4 7 lá. Sách thì nó viết là từ 5 đến 9 lá cả nhà. Đây tôi thấy cái trái của nó đây. Trái cái này dạng quả nang nha. Đây cái trái đó nè. Đó. Thì đây là một cái chùm trái. Đấy, xem cả nhà xem, thì cái trái này là nó là khoảng 10 cm, nó dài 10 cm và nó cứng nha, vỏ nó cứng nè. Nâu. Chùm luôn. Chùm này nó có khoảng từ 1 nha, thường từ 1 đến 5 cái trái như vậy. Thì trong này thì mỗi cái trái thì nó chứa khoảng từ 10 đến 15 hạt nha cả nhà. Thấy cái trái nó rất là lạ đúng không nè. Chùm như vậy. Đây nó có hạt nè cả nhà. Đây, giới thiệu với cả nhà, đây là cái hạt của cái trái trơm hôi nha. Hạt này khoảng 1,5 cm. Thì cái hạt này cả nhà, người ta có thể lấy, người ta dùng làm cái dầu thắp nha.
ép lấy dầu, nó dầm dầu thấp mà nó thể làm dầu để ăn được. Là cái người ta có nơi người ta dùng cái hạt này, người ta xay, người ta lấy cái bột của nó để làm bánh. Đó. Cây này có rất là nhiều công dụng ha. Thì cái công dụng của cái cây trơm nữa cả nhà. Ngoài nó cho nhựa mủ nha. Chúng ta thấy là cái lá của nó đó thì nó làm nó sắc nên để trị, là dùng lấy nước nên để trị là ghẻ loét chốc da đầu hay. Và cái vỏ thân nó thì dùng để trị làm cái thuốc lợi tiểu. Thì cái nhựa mủ nó cả nhà. Cái nhựa mủ của nó thì chúng ta nó có vị thuốc nha. Những tràng ở đó khi mà chúng ta dùng á, ngoài nó thanh nhiệt thì chúng ta dùng phải có cái liều lượng nha. Chúng ta không có dùng số lượng mà nhiều được, thì nó có vị thuốc mà. Thì ở thì cũng nói với cả nhà là biết là hiện giờ cái nhựa mủ, cái mủ trơm đó nha, có nhiều chỗ người ta làm giả, người ta lấy cái nhựa mủ trơm đó người ta giả làm cái giống như cái yến xào á cả nhà, hoặc là cái vi cá mập, thấy nó giống giống vậy. Thì cái nhựa mủ này khi mà chúng ta sử dụng á, chúng ta thu từ cái cây mà chúng ta ngâm nước cho nó nở ra. Nhưng mà nở ra thì chúng ta có thể bỏ vô, bỏ đá vô ha, rồi bỏ đường vô ăn uống. Tôi rất là thích cái cây này, nó đang có cái hạt của nó nảy mầm tự nhiên ha. Đây. Còn cái hạt của nó luôn, hạt màu đen hồi nãy tôi quay á. Đây nó đang có mọc ra hai cái lá mầm, thấy rõ luôn nè cả nhà. Thấy rõ hai cái lá mầm luôn. Cái hạt này thì giờ nó có phôi ha, để nó cung cấp chất dinh dưỡng cho cái cây ha. Cái này có trái luôn ha. Thì cả nhà mà có thì ở trong thảo cầm viên cả nhà, thì hiện đây đang trồng bảo tồn chính cái cây trùm hôi. Thì cả nhà mà có vô thảo cầm viên á, thì chúng ta đến cái cây trùm hôi, các em học sinh thì chúng ta học về cái công dụng, những cái đặc điểm về cái lá của nó. Chúng ta xem cái lá ghép chân vịt nè, cái hạt nó nảy mầm, hai lá mầm. Chúng ta học thực tế tại cái cây này luôn cả nhà, cho mấy em học sinh học. Cái công dụng của nó nữa ha. Rồi xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào các clip khác nha.